Hello và xin chào bạn quay trở lại với channel của mình. Mình Dũng Gà và chào mừng đến với một tựa game mới tên là Do Not Feed the Monkeys, hay còn gọi là Đừng Cho Khỉ Ăn. Thì đây là một tựa game rất là lạ, nó có cách chơi lạ, có cốt truyện lạ và có rất là nhiều bí ẩn trong tựa game này. Nó rất là hay, mình thấy rất là hay. Nó nói về việc đó là chúng ta có một quyền năng, đó là theo dõi và xâm nhập vào đời tư của rất là nhiều con người, xem họ làm gì, tương tác với họ và biến đổi cuộc sống của họ, khám phá ra bí ẩn của tổ chức theo dõi khỉ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tựa game này để xem nó như thế nào nhá. Rồi thì chúng ta đây đang chọn là avatar, mình sẽ chọn là hình con vịt, tại vì nó ngầu. Mình vẫn thích con vịt đeo kính, nó rất là ngầu, hiểu không? Vịt này là vịt của Snoop Dogg, vịt của Sơn Tùng. Đấy, ok, vào đây. Chúng ta sẽ vào. Mình chơi qua tựa game này khoảng 15 phút để mình biết cách chơi của nó, để có thể hiểu được cái nội dung cốt truyện của nó như thế nào. Ok. Thì đây là khi bắt đầu cái tựa game này, chúng ta sẽ có một cái đơn, gọi là đơn đồng ý để vào câu lạc bộ. Đây là câu lạc bộ tên là Quan Sát Linh Trưởng. Nhưng mà linh trưởng ở đây chính là con người. Vâng, mình là người có khả năng quan sát những con người khác đó. Và cái điều luật câu lạc bộ này đó là việc này hoàn toàn bí mật, không ai được biết là mình có quyền năng này. Thứ hai là câu lạc bộ này phân chia thành hình kim tự tháp, nó như này, tức là mình đang ở phần dưới đáy và nếu mình lên được đỉnh thì mình được xem một thứ cực kỳ bí mật mà mình chưa biết nó sẽ như thế nào. Và có một điều luật duy nhất câu lạc bộ này, đó là không được cho khỉ ăn, tức là không được làm thay đổi cuộc sống của họ, chỉ được quan sát. Nhưng mà luật là luật, mà luật sinh ra là để lách. Chúng ta sẽ tìm cách để tương tác với những con người ở đây. Và cứ sau 5 ngày thì sẽ có một nhân viên của câu lạc bộ này đến để kiểm tra xem mình làm việc đến đâu, nếu mình đạt đủ yêu cầu. Đạt đủ yêu cầu ở đây tức là mình mở được số lượng camera đủ thì họ sẽ cho mình lên cấp mới và cứ lên dần dần. Còn nếu không đủ thì mình sẽ bị đá ra khỏi câu lạc bộ này và chịu hình phạt cực kỳ kinh khủng. Đó, rồi chúng ta cùng bắt đầu. Đây, ngày đầu tiên chúng ta sẽ cần phải cài đặt một phần mềm tên là Quan Sát Khỉ 2.1. Đây, cài đặt. Ok, đấy, rất là nhanh, máy ngon phết. Ok, đây là cái phần mềm quan sát khỉ và đây là những con khỉ của chúng ta. À, ok, đây là một người đúng không? Đây là những con khỉ chúng ta. Chúng ta có tổng cộng là hiện tại đang là có 4 cái camera ở đây. Một cái camera này đang là, đây là cái cửa hàng gì đó các bạn ạ. Đây là cửa hàng chưa mở cửa, nó sẽ mở vào khoảng 0:00. À, tức là đây là cửa hàng mà 24 giờ ấy, nó chỉ mở nửa đêm thôi. Đây là phòng của một người nào đó, đây là phòng trọ khiếp bẩn thỉu kinh khủng. Thứ ba đấy là nhà của một con chó. À, và thứ tư đây là một cái trại giam. Đấy, đây là 4 người đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải quan sát. Ở bên cạnh bên phải này chúng ta sẽ có cái phần đó là thức ăn nước uống của mình và cái sức khỏe của mình. Đây là mình ngủ bao nhiêu này, mình ăn đủ không này, số tiền của mình này. Và ở đây sẽ là cái sức khỏe của mình, mình ăn ngủ đủ giấc thì mình sẽ tăng sức khỏe. Và trên mục này này, chúng ta sẽ có cái phần đó là phần cửa hàng. Và nhiệm vụ chúng ta để lên được level 2, tức là chúng ta cần phải mua được đủ 9 cái lồng trước khi hết 5 ngày. Mỗi cái lồng có giá là 50 đô. Mua đủ 9 cái lồng thì mình sẽ được lên level 2. Bằng không, sau 5 ngày không đủ là mình bị đá ra khỏi câu lạc bộ và chịu hình phạt. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi, thì chúng ta bên này thì chúng ta sẽ có cái khu vực đó là công việc. Đó, đây là công việc mà mình có thể làm để mình kiếm thêm tiền. Và có tủ lạnh để mình có thể ăn khi nào mình đói và có giường để mình ngủ. Ok, đầu tiên hãy vào công việc chính, đó là quan sát những con này. À, từ từ, mình có một tin nhắn của một đứa bạn. Ok, đọc đã, xem là đứa bạn nó nhắn cái gì. Nè, mày đấy không mày? Chào mày, chào cậu. À, không đơn giản một tí nào, nhưng mà mày đã làm được rồi. Mày đã là một phần trong câu lạc bộ này, bạn của tôi ơi. Cậu có thể cảm ơn tôi sau, bạn có thể cảm ơn tôi sau. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết cái điều cần phải làm. Hãy chơi theo luật lệ và hãy tích trữ một đống tiền. Tại vì là làm một thành viên trong câu lạc bộ này sẽ tốn rất là nhiều tiền. Đừng có làm xấu mặt tôi, hiểu không? Tại vì tôi là tất cả những gì mà cậu có. Ok, hiểu rồi. Mình đã đọc hết luật rồi nên là mình không cần phải đọc lại nữa. Ok, bye bye. Nào, bây giờ cái khu vực màn hình máy tính này chúng ta sẽ có một email. Là lâu lâu nó sẽ có một số câu hỏi để thông báo, như kiểu là nó sẽ hỏi như kiểu là cái người camera số mấy đang làm gì, đang ở đâu hay đang như thế nào. Nếu mình trả lời đúng mình sẽ được tiền, còn nếu mà mình trả lời sai thì mình không được gì cả. Hay là có thông báo hóa đơn điện nước rồi mình phải trả tiền. À, mình cần phải trả tiền nhà 3 ngày sẽ mất 90 đô. Có lịch thì đây là mình ngày đầu tiên, đến ngày thứ 3 là sẽ mất 90 đô trả tiền nhà. Và đây là cái mục tài chính của mình, có 90 đô. 90 đô đủ trả tiền nhà ngay 3 ngày đầu tiên. Ok. Nào, bây giờ hãy quan sát. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ đó là tìm từng căn phòng một và lấy những cái thông tin mà mình thấy ở trong cái khu vực này để xem là cái khu vực này nó ở đâu, những người đây là ai và họ hoạt động trong cái công việc gì, từ đấy để trả lời câu hỏi
và kiếm được tiền. Tất cả những cái khu vực camera này chúng ta sẽ gọi chung là cái lồng. Đấy, đây là những cái lồng và đây là những con khỉ của chúng ta. Tại sao gọi là con khỉ? Tại vì là bọn này nó hoạt động ngày nào cũng thế, như là mình các bạn thôi, hoạt động ngày nào cũng thế. Dậy này, đến trường này, về ăn trưa này, chiều đến trường này, tối về ăn cơm này, ngủ này. Cái kiểu vậy, ngày nào cũng như ngày nào, nên gọi là những con khỉ. Đấy. Ok, có hoạt động khu vực này. À, thằng này ra mở cửa, có tiếng gõ cửa các bạn ạ. Có tiếng gõ cửa. Ok. À, đây là có một nhân viên giao đồ ăn từ bên phía Grab. Ok, nó sẽ có những cái mục màu vàng này. Đấy là những cái thông tin mà mình sẽ lấy được từ cái căn hộ này. Mình sẽ cần phải quan sát cái thông tin đấy. Ok, để chúng ta có thể biết được những cái thông tin về cái thằng này. Ở cái khu vực bên phải này các bạn ạ, đó là những cái bộ điều khiển camera của mình. Cứ ở nơi nào có hoạt động thì cái camera này nó sẽ nháy vàng. Còn nơi nào mà không hoạt động gì đặc biệt thì nó sẽ không nháy. Đây, cái này nháy vàng thì mình là thằng đang nói chuyện. Đấy. Để xem là những thông tin mình lấy được. À, nó gọi đồ ăn là con gà. Ok, cộng với thêm một ít sốt. Mình có thể tra những cái thông tin này trên Google. Đấy, để mình tìm hiểu xem nó là như thế nào, nó ở đâu. Đó. Ok, tra được thông tin nào. Đấy. Thì mình có thể tra được cái nhà hàng nó hay đến ăn. Đây là một nhà hàng tên là Angelo Heaven đang mới nổi trên khu vực này. Cực kỳ đông khách. Mã đông khách vẫn giao hàng được, căng phết nhở. Và mình cảnh báo trước với các bạn ý, là từ game này có một số thứ nó gọi là hơi kinh dị một tí đấy. Bây giờ là mình chưa gặp. Qua thời gian đầu mình chơi thì mình cũng chưa gặp. Nhưng mà tương lai mình không biết đâu. Con chó này bị điên à? Nó đang ho cơ ạ. Đây là một cái dòng chó, chó gì của Pháp, mình quên ngựa tên rồi. Không biết nữa, không nhớ dòng chó, không có gì. Ok, chưa thấy có gì xảy ra hết, mọi thứ vẫn ổn hết rồi. Ồ, hiện tại mình nghĩ là vẫn chưa thứ gì xảy ra cả. Có lẽ là mình nên đi làm lấy một ít tiền đi. Ok. Nào bây giờ hãy đi qua đây. Từ từ. Có vấn đề xảy ra trong chỗ này rồi. Thằng này đi lấy đồ tiếp à? Ồ, nó gặp một đứa bạn của nó. Phải cố mà theo dõi cho đầy đủ để lấy những cái thông tin của nó. Tại vì là người ta có thể hỏi bất cứ thứ gì. Ồ, có một email của mình này. À, đây đúng rồi. Đây là email mời vào cái chương trình theo dõi và trả lời câu hỏi về khỉ. À nhầm, về linh trưởng. Đấy. Trả lời đúng câu hỏi, mình được tiền. Và nếu có được tiền, mình sẽ bớt phải đi làm. Kiểu vậy thôi. Và mình cũng vừa lấy được cái số điện thoại của cái nhà hàng mà thằng này hay gọi đầu đến. Tất cả khu vực này ngủ hết rồi. Má, không nhìn thấy cái gì đen xì đây các bạn ạ. Kinh phách linh hồn. Sắp đến 0 giờ rồi, cái nhà hàng sắp mở rồi. Nhà hàng mở nửa đêm ạ. Ồ, mình có tên thằng này này. Tên là Rick Steven trong bài báo. Có vẻ như là nó là từng là một nhà báo hay là một cái người phát ngôn gì đấy. Và nó đang cố gắng cứu cái thị trấn của nó. Ok, có cái email saving the hood. Ok, hiểu rồi, không biết cái gì đây. Ờ, đây là, à, cửa hàng này vừa mở, 0 giờ cửa hàng này vừa mở. Ờ, và đang bán hàng các thứ. Ồ, ok. Mình xem bấm cái gì bấm luôn. Ồ, có khẩu súng này. Ok, phết. Đang nói chuyện với khách hàng. Nhưng mà mình vẫn muốn biết là thằng này đang trốn ở đâu. Tại sao cần phải trốn bây giờ là. À, đúng rồi. Cái nhà hàng mà chuyên cung cấp thức ăn cho thằng này có thể có địa chỉ. Hay gọi thử nhà hàng đấy. Có thể lắm. Không ai trả lời. Có thể là vì nửa đêm rồi. Ok, bên này có người này. À, thằng này đến mua rượu các thứ. Mình vẫn đang quan sát. Mình thức khá lâu rồi, cần phải cẩn thận. Thôi, dù sao là cũng đêm rồi, chẳng có việc gì để làm nữa. Chắc là cũng không việc gì xảy ra nửa đêm này đâu nhỉ. Hy vọng là vậy, ok. Giờ đi ăn uống các thứ. Lấy hoa quả, ok. Và mình nghĩ là có việc gì làm đâu. Rồi đi làm phát, làm 8 tiếng để lấy thêm tiền. Nếu không là mình không có tiền mà trả. Mình cũng cần tiền để mình trả. Rồi, ok, ngày thứ 3 các bạn ạ. Ngày thứ 3 đến rồi. Và bây giờ là mình có trong tay là đủ tiền để trả tiền nhà. Và mình có thêm được một cái camera. Nhưng mình cần có thêm 4 cái nữa. Và mình chỉ còn 2 ngày thôi để mình kiếm. Như vậy là phải chăm chỉ mà làm việc. Ok, mình vừa làm việc được một tí nữa. Ok, bạn mình nhắn tin cho mình này. Này, mày đấy không? Ờ, à, tao đây. Mọi chuyện thế nào rồi? À, mấy ngày hôm qua mày làm sao? Tao sắp đạt được đến cái mức độ đỉnh cao rồi. Ngoài ra thì mày cho bọn nó ăn chưa? Cho ai ăn? Bọn khỉ á? Mày thấy đấy, đáng nhẽ là chúng ta không được nói về vấn đề này đâu. Nhưng mà ai cũng làm việc đó mà. Tất cả mọi người hầu như ai cũng cho bọn khỉ ăn. Nó rất là hấp dẫn bạn ơi. Ngoài ra thì cái việc trả tiền cho mấy cái lồng khỉ này khá là đắt đỏ. Trả tiền cho lồng khỉ? Liên quan quái gì? Trời ơi, mày ngu vậy. Chả nhẽ tao phải đánh phần từng từ cho mày nữa hả? Mấy con khỉ này là cái nguồn thu rất tốt cho cái số tiền, cho cái ví của mày đấy. Nếu mày cho nó ăn đúng cách thì
thì nó sẽ đem về cho mày lợi nhuận. Nhưng mà mày cần phải cực kỳ cẩn thận, tại vì nếu nó phát hiện ra, mày sẽ gặp rắc rối. Ta sẽ gặp rắc rối với cái tổ chức này á? Chắc chắn mày biết rồi đấy, nếu mà bị phát hiện thì mày sẽ phải cút ra khỏi đây. Và có cả cảnh sát nữa, vấn đề cảnh sát cũng kinh khủng nữa. Và nếu như bọn khỉ đó mà nó báo cáo với cảnh sát ý, thì cả cái câu lạc bộ này sẽ đụi tàn, mày hiểu không? Ok, được rồi. À, nhưng mà tao có nghe thấy việc mày nói đến mày sắp lên đỉnh. Đỉnh của mày ở đây nghĩa là gì? À, lên đỉnh kim tự tháp bạn của tôi ơi. Những cái kim tự tháp này được chia thành rất là nhiều level khác nhau, và chỉ có một số người nhất định được trèo lên level đỉnh cao nhất thôi. Và đây, khi được lên đây này, thì mày sẽ được gọi đó là cái chuồng của đỉnh cao kim tự tháp. Và mày sẽ thấy một thứ cực kỳ to lớn, nghe khủng đúng không? Ờ, có vẻ khủng đấy. Tổ chức này đang bảo là họ khá là vui với tao, rằng tiến độ của tao khá là tốt, nên là có thể là tao sẽ được lên cái đỉnh tháp rồi đó. Ok, tao sẽ cho mày biết nếu mà tao được lên. Ừ, được rồi, ok, nhất trí vậy. Giờ tao phải đi xem khỉ tiếp đây. Ok, ok, rồi biết đi, bye bye. Ok, mình mở cái mới rồi. À, ok, mình đến chỗ mới, đây là cái trạm bổ xăng các bạn ạ. Cái nắp cống không có gì nữa, đây là trạm bổ xăng. Ok, mọi thứ vẫn ổn chứ đúng không? Mình có 208 đô, mình có thể mua thêm hai cái lồng nữa. Mua 2 lồng nữa đi. Ok, rồi, mình mua thêm hai cái lồng nữa là mình cũng còn 108 đô đủ tiền để mình có thể trả tiền nhà. Đơn giản như vậy thôi. Và mình nghĩ là mình cần mua thêm chút đồ ăn, nhưng mà mình sợ mình không đủ tiền. Hơi khó nhỉ. Cứ theo dõi đã các bạn ạ. À, có email này. Đúng rồi, email nghiên cứu lồng 2 các bạn ạ. Ok, à, cái việc của chúng tôi đó là các bạn cần phải nghiên cứu cái lồng 2. Cái địa chỉ của lồng 2 là gì? Đây là lồng 2. Địa chỉ của lồng 2. Chết rồi, mình vẫn chưa có địa chỉ của lồng 2 các bạn ạ. Khó nhở, làm sao biết được địa chỉ cái lồng. À đúng rồi, gọi đến cái cửa hàng. Đúng rồi, mình nhớ lần trước mình gọi mà đúng không? Ừ, gọi cửa hàng Angelo Heaven này. Đúng rồi, xong hỏi địa chỉ của khách hàng. Gọi phát. Cứ gì có người nghe. Ồ, đấy rồi. Đấy, có người gọi rồi, có người nghe rồi. Mẹ mày, gọi méo gọi lắm. Đang trong giờ cao điểm, tao không thể nào mà nghe được cái lệnh của ai đâu. Bla bla bla. Thử xem một tiếng nữa xem. Vãi cả linh hồn. Ma, cửa hàng quái gì mà khốn nạn. Đỉnh cao vậy. Đây rồi, mình gọi được cửa hàng này rồi. Và bây giờ này, là nó sẽ không nhận thêm khách hàng nào mới, tại vì đang quá bận. Nhưng mà mình có tên của thằng này, Rick Steven. Thằng này rất hay gọi đồ cửa hàng này. Nếu mình nói mình là khách quen thì có thể sẽ nhận. Đây, tên tôi là Rick Steven. Oh, xin chào Rick Steven, bạn muốn gì? À, tôi có gửi đồ bình thường như cho bạn được không? 14 đô nhé. Tôi nghĩ là tôi nên xem lại địa chỉ của tôi, tại vì bỗng nhiên trí nhớ của tôi có vẻ có vấn đề. Tôi cảm thấy hôm nay không được khỏe cho lắm. Ok nào, tôi muốn kiểm tra lại địa chỉ. Ok, đây rồi, 17 Apollo Street. Đấy, địa chỉ đấy rồi. Ok, ok. Thôi, tôi không quan tâm nữa. Tôi có thứ tôi cần rồi, mình có địa chỉ của cái chỗ này rồi. Như vậy là mình biết thằng này ở đâu chỉ nhờ cái đấy. Yes, mình quá thông minh. Ở đây, trả lời câu hỏi của này. Ok, nào chuẩn bị có thêm 70 đô nữa này. Đây 17 Avalon Street. Đó. Ok, bye bye. Ok. Ồ, camera bị hỏng à? Có vụ gì vậy? Camera cái cửa phòng thứ hai này có cái địa chỉ bị hỏng rồi. Các bạn ơi, mình nhớ là mình cho cái tổ chức cái địa chỉ của căn phòng thứ hai. Có khi nào chính vì cái việc mình cho địa chỉ này. Vãi cả linh hồn, để xem nào. Cái thị trấn Crystal Kitchen mất đi cái tiếng nói của họ. Như vậy cái ông nhà báo phát biểu này đã bị bắt rồi à? Vãi cả linh hồn. No. Mất tích ạ. Mất tích cả ạ. Ông nào bán ấy mất tích rồi. Ồ, có thể là do mình cho địa chỉ. Khi nào ông ta? Ui, phải cái linh hồn. Rồi, có lẽ là bây giờ là mình sẽ dừng tập này tới đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.
Để nếu không thích được game này thì hãy để lại một like phía dưới để mình có thể làm thêm tập 2, để chúng ta cùng khám phá ra chuyện gì đã xảy ra với đứa bạn của mình nhá. Còn bây giờ có lẽ là tạm biệt các bạn, gặp lại mình ở Zuka. Bye bye.